Rồi, cảm ơn tất cả quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay là ngày 17 tây tháng 2, là cái ngày mà Tàu Cộng nó đã xua quân vào biên giới phía Bắc để mà nó làm cỏ sạch sẽ 6 tỉnh của vấn đề là kêu bằng là phía Bắc, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, nó làm cỏ sạch sẽ hết. Mà những người con dân ở Việt Nam mà đi ra để tưởng niệm thì đảng Đĩ, đảng Cộng sản nó đàn áp, nó cho những cái thành phần dư luận viên đi ra để mà giật những cái vòng hoa. Cho nên Lisa mặc dù rằng họ là đi theo đảng Cộng sản nhưng mà họ bị bắt buộc mà thôi. Bởi vì đảng Cộng sản họ bắt buộc quân đội phải đi vào. Họ lợi dụng xương máu của những người này. Để mà vấn đề là kêu bằng à, để mà vấn đề là đi vào để mà đem xương máu để mà bảo vệ cho quyền lợi của họ. Nhưng mà bây giờ các bạn thấy sau khi mà thành công rồi thì bây giờ các bạn thấy như thế nào? Họ không cần phải thương tiếc. Bởi vậy mà bây giờ để cho những người đó phải chết ngậm ngùi. Quân đội Việt Nam có thấy không? Mọi người con dân Việt Nam bây giờ có thấy không? Hôm nay là cái ngày mà chúng ta vấn đề là rất là đau buồn. Bởi vì người dân Việt Nam đã bị đổ xương đổ máu một cách vô lý. Ngày 17 tây tháng 2 năm 1979, khi mà Tàu Cộng đã phát lệnh để mà đưa quân ào ạt vào tuyến đầu biên giới giữa hai nước, Đặng Tiểu Bình đã tuyên bố một câu dạy cho Đảng Cộng sản Việt Nam một bài học ăn cháo đá bát. Tại sao có cuộc chiến tranh này xảy ra? Tuy rằng nó chỉ có 14 ngày nhưng mà vô cùng khốc liệt, đã để lại không biết bao nhiêu những cảnh tang thương cho dân tộc ở miền Bắc. Là bởi vì thằng Đảng Cộng sản Việt Nam ngáo đá, nghe lời của thằng Liên Xô để mà đem quân qua để giải phóng Campuchia vào tháng 1 năm 1979. Mà thằng Tàu Cộng là nó đưa đạn dược vũ khí cho Campuchia, cho Pol Pot Len Sari để mà diệt chủng người dân Campuchia để trở thành vấn đề là một tỉnh lỵ của thằng Tàu. Bởi vậy mà cho nên thằng Campuchia mới đi qua để cầu viện thằng Việt Nam. Thằng Việt Nam ỷ quen cái thói mất dạy, đem vũ khí của thằng Nga đi qua bên đó để mà giải phóng Campuchia nước bạn. Bằng chứng cụ thể là Tàu bắt đầu mở cuộc chiến tranh ở biên giới để mà đập cho một trận, giết chết không biết bao nhiêu người bộ đội, con dân của Việt Nam. Nhưng mà đến ngày hôm nay các bạn thấy, Campuchia không lấy được một tấc đất của họ. Cái gọi là làm nghĩa vụ quốc tế là đem xương máu của con dân Việt Nam qua Campuchia để chết chơi. Cái gọi là nghĩa vụ quốc tế đi qua Campuchia để rồi ngày anh trở về chỉ còn có một chân thôi. Rồi bây giờ cái gọi là bảo vệ tổ quốc ở biên giới phía Bắc thì bây giờ những người mà chết cho Đảng Cộng sản Việt Nam thì bây giờ lại không dám để mà tưởng niệm, khiến cho họ phải nằm mà họ chết một cách ngậm ngùi. Họ quá thù mà mắt họ mở không ra. Bây giờ mang tiếng là bảo vệ đất nước, bảo vệ quê hương lãnh thổ Việt Nam, mà bây giờ Tàu nó tràn ngập từ Bắc
chí Nam, thậm chí nó tràn vào tới Formosa, thậm chí nó thải độc cho chết không còn một cái con cá nào ở trong vùng biển Việt Nam. Thì hỏi thử những người mà con dân Việt Nam, quân đội, các người hãy mở con mắt ra đi. Công an và những người mà làm việc cho Đảng Cộng sản Việt Nam hãy dương to cặp mắt ra đi. Và các bạn ở tại Việt Nam, các bạn cũng phải nên nghe một cái bản tin này để các bạn thấy được cái sự lưu manh của Đảng Cộng sản, cái sự khốn nạn của Đảng Cộng sản khi mà sử dụng xương máu của con dân Việt Nam đây nè. Vào năm 1979, ngào ngày vấn đề là năm Tây tháng, vào ngày vấn đề là kêu bằng là năm Tây tháng 3, thì các bạn nên nhớ kỹ rằng đài truyền hình, đài phát thanh bắt đầu đã kêu gọi lợi dụng người con dân Việt Nam như thế nào. Giấy trắng mực đen còn lưu lại tại nơi đây để cho các bạn trẻ Việt Nam đừng u mê mà phải đi vào con đường để làm con chốt thí cho Đảng Cộng sản Việt Nam nữa. Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các bạn thân mến, mở đầu chương trình thời sự đặc biệt sáng nay, thứ Hai, mùng 5 tháng 3, kéo dài 90 phút. Mời các bạn nghe toàn văn lời kêu gọi của Ban chấp hành Trung ương Đảng gửi đồng bào và chiến sĩ cả nước. Hỡi đồng bào và chiến sĩ yêu quý! Quân thù đang giày xéo non sông đất nước ta, độc lập, tự do, chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta đang bị xâm phạm, hòa bình và ổn định ở Đông Nam châu Á đang bị đe dọa. Dân tộc Việt Nam ta phải ra sức chiến đấu để tự vệ. Toàn thể đồng bào các dân tộc anh em trong cả nước, các tôn giáo, các đảng phái, già, trẻ, gái, trai, hãy phát huy truyền thống riêng hồng, triệu người như một, nhất tề đứng lên bảo vệ Tổ quốc. Các bạn thấy chưa? Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh. Các bạn thấy rõ cái mưu đồ của Đảng Cộng sản chưa? Bây giờ bắt đầu là những người mà tôn giáo ở tại Việt Nam họ đàn áp như thế nào? Cái bẩn thỉu của chế độ là bây giờ họ giả bộ, họ bắt đầu là gài tội của vấn đề là cha linh mục vào. Chỉ vì chống lại tập đoàn Formosa mà thôi. Đây là một màn bi kịch mà nó giả mang, nó diễn ra cho dân tộc Việt Nam của mình. Ngày hôm nay là một ngày mà đau buồn không thể tưởng tượng được. Bởi vì sao vậy? Bởi vì con dân Việt Nam đã bị lừa, một cú lừa quá ngoạn mục. Một bên là quân giải phóng nhân dân của Tàu Cộng, cũng là Cộng sản Tàu Cộng. Một bên là quân đội nhân dân Việt Nam, cũng là Cộng sản. Nhưng mà rốt cuộc rồi lại đem xương máu của hai bên dân tộc ra để mà giành nhau về mục tiêu chính trị, về mưu đồ chính trị ở tại chiến trường Campuchia. Bên kia là Đặng Tiểu Bình, lúc đó là tổng bí thư của Đảng, kiêm luôn chủ tịch. Bên này là tổng bí thư Lê Duẩn. Bên kia là Từ Hướng Tiền, là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Bên này là Võ Nguyên Giáp và Văn Tiến Dũng. Bên kia là Bộ trưởng Quân đội là Dương Đắc Chí. Còn ở bên đây là Đàm Quang Trung. Ở bên kia là Hứa Thế Hữu. Thì ở bên đây là Vũ Lập. Nhưng mà rốt cuộc rồi, người dân Việt Nam lại là một cái sự mà đau đớn chưa từng có. Tàu Cộng tuyên bố dạy cho đàn em một bài học. Và họ đã rút hoàn toàn đi về vào ngày 16 tháng 3 năm 1979. Tức là cuộc chiến chỉ có chớp nhoáng chưa đầy một tháng trời. Nhưng mà sau khi mà quân của Tàu Cộng đã rút ra khỏi 6 tỉnh của miền Bắc, thì
họ đã để lại một cái cảnh tượng đau lòng không thể tưởng tượng được. Những căn nhà bị đốt phá hoàn toàn, những ngôi mộ, những cái hầm mà chôn và hãm hiếp, thậm chí những người phụ nữ họ hãm xong rồi, họ dùng xe tăng mà họ cán lên cho nó mềm, cho nó nát như là bánh ta bánh tráng. Nói về cái cuộc mà khốc liệt, mà khủng hoảng, mà tàn bạo chưa bao giờ có trong lịch sử Việt Nam. Vậy mà Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn im tin tức, không bao giờ mà dám nói cho mọi người nghe. Chỉ có những người mà ngày hôm nay đã là cựu chiến binh rồi mới thấm thía được cái cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc như thế nào. Và hỡi những người cựu chiến binh ngày nào, các người có mở mắt nhìn ra đồng đội các người đã nằm xuống, đã ngậm ngùi nơi chính suối, đã oán hờn mắt không nhắm lại được hay không? Vậy thì các người có còn tiếp tục để mà đi theo và trung thành với Đảng cho mưu đồ chính trị hay không? Ngày hôm nay Tàu Cộng đã dày đặc từ Bắc chí Nam, đã đem không biết bao nhiêu chất độc vào để diệt chủng dân tộc Việt Nam này, thì liệu các người như thế nào? Các thị xã Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai và những thị trấn mà ở tại vùng biên giới, khi mà Tàu Cộng rút khỏi quân rồi thì hậu quả để lại như thế nào? Phải nói rằng là thê lương không thể nào mà có thể nói được. Chung quy cũng là muốn dạy cho Việt Nam và đặt Việt Nam như vậy. Đấy mà vấn đề là thằng Đảng phải nên kéo quân về, không có đi qua Campuchia nữa. Một cái bi kịch dã man diễn ra. Đó là những cái người mà phụ nữ là nữ tù binh của Việt Nam đã rơi vào một cái hoàn cảnh mà bị quân đội của Tàu hãm hiếp cho đến chết. Cái điều này mà kêu bằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã bí mật ép nhiệm và không hề có một tư liệu nào để mà nói về cái hồi ký này cả. Một cuộc tàn sát những nữ thương binh này ở tại biên giới Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn đã bị giấu nhiệm lại. Thậm chí những người con dân nước Việt mà đã vấn đề là kêu bằng bỏ xương máu để mà gọi là bảo vệ đất nước tổ quốc, thì bây giờ lại bị đục mẹ hết những cái vấn đề là kêu bằng là mộ bia, không cho tưởng niệm. Trong khi Tàu Cộng ngày hôm nay nó đã ăn mừng tưng bừng ở trong quân đội của nó, ở tại Quảng Đông và Quảng Nam, với cái gọi là đã dạy cho Việt Nam một bài học và chúng ta đã thành công vượt bậc. Cái điều mà đáng nói người Tàu Cộng bây giờ họ vỗ tay là bởi vì Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa ra là xây lên là kêu bằng nghĩa trang của người Trung Quốc đã đi qua Việt Nam tham chiến. Các bạn thấy đau đớn chưa? Trong khi con dân Việt Nam thì lại đục bỏ những cái bia mộ mà xây lại một cái nghĩa trang của người quân đội Tàu Cộng, mà Tàu Cộng đã đi qua để mà hãm hiếp, để mà giết chết đồng bào. Cái khốn nạn của Đảng Cộng sản nó nằm ở đây. Rồi sắp tới đây thằng Trọng Lũ nó sẽ hợp tác, để nó đã ký xong 15 điều đối với Tàu Cộng. Nó sẽ cho quân đội công an đi qua để huấn luyện cho quân đội công an của Việt Nam. Mục đích là gì vậy? Là phải tàn sát diệt chủng người dân Việt Nam. Các bạn thấy rõ ràng khi mà họ đưa lên một chiếc xe BMW bị chọi bể một cái kiếp và một cái đèn, mà họ dàn cảnh một cách vụng về loãng thị như thế nào. Một đống đất đá nó nằm bừa bãi như vậy mà chỉ có một cái đèn ở trên và một cái miếng kiếp ngoài sau bị bể thôi. Mà chiếc xe nước sơn tất cả đều bằng phẳng, không có chuyện gì xảy ra hết. Các bạn thấy cái màn kịch của Đảng Cộng sản Việt Nam chưa? Các bạn thấy cái sự lưu manh mất dạy của Đảng Cộng sản Việt Nam chưa? Các bạn thấy được các bạn đang bị lừa bịp ở trong chế độ Đảng Cộng sản Việt Nam chưa?
Cho nên có những người nói có một người nào đó cảnh sát cơ động đã viết một cái bài, một cái lá thư để mà vấn đề là kêu bằng là xin van van xin vấn đề là kêu bằng là người dân Việt Nam hãy tha thứ cho họ thì thôi. Đừng có bị lừa nữa. Nếu thật sự mà anh đã nhìn ra được thì anh không bao giờ mà anh đi vào cả. Nếu mà anh đã nhìn ra được cái mưu đồ như vậy, anh không bao giờ mà anh vấn đề là kêu bằng là tham gia để mà anh đi vào. Cho nên đừng có ngụy biện. Bây giờ ai đó đi vào trong quân đội, các bạn coi sự thối nát của quân đội như thế nào. Không có một cái nỗi ô nhục nào hơn là cái nỗi ô nhục bây giờ ở trên đất nước Việt Nam, ở ngay chính quê hương của mình. Cả thế giới người ta đều biết được cái cuộc chiến tranh biên giới nó đã tàn sát, nó đã khủng khiếp đến mức độ nào. Vậy mà ngày nay con dân Việt Nam, đất nước Việt Nam lại để cho tất cả những thương lái cơ sở của Tàu Cộng tràn lan từ Bắc chí Nam. Thậm chí ở những nhà hàng khách sạn đều là chữ của Tàu Cộng không. Con dân chỉ cần lên tiếng thì họ lại tụ tập và họ chụp mũ, rồi họ lại đập, họ lại đánh, họ lại diệt chủng, họ lại những đây là kêu bằng là đàn áp như vậy. Đã tới nước này rồi thì tất cả những người dân Việt Nam phải đứng lên. Các tôn giáo phải liên kết lại với nhau. Công giáo, hòa hảo, tinh lành, Phật giáo, chánh tá thức phải nên phối hợp lại với nhau để mà cùng với Lisa cho người dân nhìn thấy được cái lưu manh của Đảng Cộng sản. Đi qua lấy nước Việt Nam, đánh Việt Nam lại. Những cái người mà vấn đề là du kích là nữ của Việt Nam, nữ tù binh của Việt Nam, lại là vấn đề là làm một món quà để mà vấn đề là mua vui về sinh lý. Những cái ca mà hãm hiếp mà chôn vùi thi thể của nữ tù binh của vấn đề là kêu bằng là Việt Nam của Cộng sản, nó xảy ra kêu bằng ai cũng đau lòng cả. Đó, bức thư ở trong quân đội gửi cho vấn đề là người yêu của mình nhân ngày lễ Valentine đó. Em ơi, cứ mỗi lần tới 14 tháng 2 thì ai ai cũng viết một lá thư để mà vấn đề là kêu bằng là chúc tụng cho nhau cả. Nhưng đến ngày nay thì anh lại viết một bức thư này để gửi cho em hãy nằm yên ở nơi chín suối. Bởi vì anh đã nhìn thấy khi em bị bắt ra và chúng thay phiên nhau hãm hiếp, rồi chúng liện em ra giữa đường, chúng dùng xe tăng để cán lên thịt của em, xương của em, máu của em đã quyện vào bánh xe tăng của chúng nó. Anh nằm trong đây mà gan anh tím bầm, mặt anh tái xanh, anh đau lòng không thể tưởng tượng được. Sau khi chúng rút đi rồi thì anh bắt đầu trở lại để tìm lấy hài cốt của em, nhưng không tìm được một dấu tích gì cả. Bởi vì từ đoàn xe tăng đã thay phiên nhau để cán lên mình của em, không tìm được một dấu tích gì, chỉ nhìn thấy in ở dưới đường là máu, là xương, là thịt của em. Cho nên tuy rằng chúng ta quen nhau ở chiến trường, hẹn ngày chúng ta sẽ kết hôn, nhưng mà bây giờ không kết hôn được thì anh sẽ viết cho em một lá thư tình yêu. Ngày 14 tháng 2 là ngày trao nhau những nỗi niềm, mà bây giờ anh cũng phải viết một lá thư để anh gửi cho em. Những dòng chữ thô sơ của anh không thể nào gói ghém hết tình cảm của anh để dành cho em đâu. Bởi bây giờ đất nước Việt Nam vô cùng đau đớn em mà. Em sống có linh, em hãy nhìn thấy rồi đó.
Lũ Ba Đình bây giờ đã mở toang cửa để cho Tàu Cộng ào ạt vào Việt Nam. Nếu em có linh thiêng thì em hãy làm sao để cho đất nước Việt Nam của mình không còn đau đớn nữa em à. Và dòng cho em trong lễ Valentine 2017 này, anh đốt lá thơ tình để gửi theo em. Không những em mà những cô chiến sĩ đã bị hãm hiếp trong cái vấn đề là cuộc chiến tranh phía Bắc như vậy. Còn riêng các anh mặc dù còn sống, nhưng bây giờ lục bất tùng tâm, bởi các anh không thể nào mà đi viếng đồng đội. Các anh không thể nào để tưởng niệm đồng đội, bởi đảng đã dùng một cái bọn tai sai mà trẻ trâu là dư luận viên không biết cái gì cả, sanh sao năm 1979 đã tàn nhẫn vứt bỏ đi những vòng hoa tưởng niệm để đồng đội của anh phải mở mắt trừng trừng ở nơi chính suối. Em ơi là em, có nỗi nhục nào mà nỗi nhục như thế này hay không? Em ơi là em. Đó. Các bạn nghe đi. Những người nào từ cấp chỉ huy trở lên, những người nào mà bây giờ đã là cựu chiến binh, những người nào mà đã tham gia trong cái cuộc chiến mà giữa biên giới phía Bắc, bây giờ chắc cũng đã retire rồi, chắc cũng đã về vườn rồi. Hãy ngồi ngẫm nghĩ lại xem, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lợi dụng và bây giờ họ tàn nhẫn đối với những người mà họ kêu gọi như thế nào. Đó. Đây là Đài Phát thanh Việt Nam, phát thanh từ thủ đô Hà Nội, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bọn bành trướng bá quyền Trung Quốc đã ngang nhiên dẫm bừa lên tổ quốc chúng ta. Hỡi tất cả đồng bào cả nước, hỡi tất cả tôn giáo, hỡi tất cả sinh viên, hỡi tất cả những người công chức, hãy nên chuẩn bị giặc ngủ để đánh tan quân thù. Ngày mai thầy lên đường đi làm anh bộ đội, tạm biệt mái trường xưa, đi lên miền biển giới. Em biết nói gì hơn, chúc thầy đi mạnh khỏe. Đó, bây giờ sao rồi? Bây giờ là Tàu Cộng nó tràn lan ở tại Việt Nam. Có cái nỗi nhục nào mà nỗi nhục như thế này hay không? Đó, để cho các bạn thấy. Cho nên bây giờ đó, ở tại Việt Nam mà những cái thằng mà đầu trâu mặt ngựa này mà nó đi đó để mà nó đàn áp giáo dân, để mà nó đánh đập đồng bào, thì các bạn biết rõ nó như thế nào rồi. Cho nên nếu những người đã từng phục vụ cho quân đội, từng phục vụ cho cái bộ máy công chức công quyền của Việt Nam, mà các người không nhìn ra được quỷ kế của Đảng Cộng sản Việt Nam để bảo vệ quê hương đất nước Việt Nam, thì đời con đời cháu của quý vị, của các bạn sẽ cảm thấy đau lòng vô cùng. Và những ngôi mộ mà của những tình đồng đội đang bị nằm lạnh bỏ quên, một đám mộ quan giờ không biết đã nằm ở đâu hỡi các anh. Ngay cả tên tuổi nó còn đục mẹ văng ra hết nữa mà. Những mộ phần mà vĩnh viễn vô danh đã nằm ở nơi đó. Một cái chuyện hãi hùng hơn nữa là ngày nay Đảng Cộng sản Việt Nam không cho tổ chức để mà tưởng niệm ngày 17 Tây tháng 2 năm 1979. Sau năm 1979 vào năm 1980 cho tới 85, Lisa còn bé lắm. Nhưng mà khi nhắc đến cái năm 79 thì Lisa cảm thấy đau vô cùng, khi mà lúc đó còn trào của Lê Duẩn, mỗi người, những em thanh niên, những người thiếu niên đều đi ra để mà ca cái bài ngày mai thầy lên đường đi làm anh bộ đội, tạm biệt mái trường xưa, đi lên miền biên giới. Các bạn còn nhớ không? Cho nên những kẻ mà đầu bò óc chó não lợn, đừng có chụp mũ tao. Tao
là người đã học trong mái trường xã hội chủ nghĩa. Tao là người đã lên đoàn xe thống nhất để mà phản đối thằng Tào Cẩm lúc đó là thiếu nhi của Bác Hồ. Bài ca mà bọn xâm lược Trung Quốc đã ngang nhiên dâm bừa lên tổ quốc chúng ta. Kìa tiếng kèn cứu nước lại vang lên dục lòng người. Là Tào đó là đảng đế đảng chó của tụi mày. Đã kêu gọi những người thiếu niên, những người thiếu nhi, đã ca ngợi, đã cầm cờ để mà phản đối thằng Tào Cộng như vậy. Đến bây giờ khi Lisa đã lớn lên và đã qua đây rồi, đã biết được cái bộ mặt thật của đảng rồi. Cho nên Lisa đã quay đầu lại để cảnh tỉnh, để khai dân trí cho nhiều người ở tại Việt Nam. Đừng quá bị mê mờ mà lại nghe lời của đảng. Nha. Cho nó đừng có bài đặt vào đây. Tụi bay run sợ tiếng nói của Linh Xà. Tụi bay run sợ tiếng nói của Lisa. Bởi vì tiếng nói của Lisa y như là nọc độc vào chế độ tụi bay. Tụi bay khiếp vía thần hồn. Cho nên tụi bay giả bộ, tụi bay lên, tụi bay nói này nói nọ thôi. Tụi bay hãy nên tạ tội với vấn đề là đồng đội, với những người mà người ta đã nghe lời tụi bay để mà đánh thằng Tào Cộng vào năm 1979 đi. Tụi bay tạ tội với những người nào mà đã từng đánh ở tại núi Lão Sơn đi. Tụi bay tạ tội với dân tộc Việt Nam. Bây giờ thằng chó nào mà mở cửa để cho Tào Cộng đi vào từ Bắc chí Nam. Lệnh của thằng nào mà ra lệnh để mà đánh, để mà chép những cái người giáo dân mà đi khiếu kiện Formosa. Đó đấy. Đảng Cộng sản Việt Nam của tụi mày không hề lên tiếng. Không bao giờ mà bày tỏ cái lòng tri ân. Không bao giờ mà tụi bay vấn đề là kêu gọi để mà thương tiếc những cái người lính xấu số đã hy sinh mạng sống trên chiến trường phía Bắc. Những người lính này là con của dân tộc Việt Nam. Tụi bay bắt buộc họ phải đi thi hành nghĩa vụ quân sự. Cho nên khi họ đi vào để nghe lời của tụi bay bắt buộc như vậy, người ta phải cầm súng để bảo vệ biên giới, bảo vệ đất nước. Để rồi bây giờ tụi bay khui xăm phanh, tụi bay vui mừng, tụi bay đi qua bên Tàu để mà tụi bay uống chúc tụng với nhau hảo hảo hảo. Để rồi tụi bay ký 15 cái văn kiện như vậy có đau đớn hay không? Tụi bay đang ăn chơi, tụi bay đang thiết đãi ở bên Tàu Cộng, đang nhảy vui mừng trên tay ma sát chết của những người con dân Việt Nam đó. Cho nên ngày hôm nay Lisa mặc một cái bộ đồ áo dài màu trắng, đội cái khăn tang màu trắng này là để tang cho các anh, cho những người con dân Việt Nam. Vì lục bất tùng tâm mà phải đi vào để bảo vệ đất nước. Bây giờ đảng khốn nạn, đảng chó đẻ, đảng trâu bò không làm thì thôi. Các anh vẫn là con dân Việt Nam. Cho nên bất luận như thế nào, các anh đã đấu tranh, các anh đã chiến đấu để bỏ một phần xương máu. Thì Lisa tiễn chương trình hôm nay 17 tháng 2, cũng mong các anh hãy nằm yên và lúc nào cũng mỉm cười và phò hộ cho dân tộc Việt Nam của mình bớt đi nỗi đọa đảng. Và phải làm sao mà cho không còn cái đảng Cộng sản dối lừa khốn nạn như vậy nữa. Để cho những thế hệ kế tiếp đừng bị lừa bịp như các anh. Để rồi phải nằm ngậm ngùi nơi chính suối, mắt mở trừng trừng mà không có đồng đội, không có một vòng hoa, không có một buổi tưởng niệm nào để mà vinh danh những người đã tử vì đất nước. Cái đau đớn là như vậy đó các bạn à. Các bạn thấy mặc dù Việt Nam Cộng Hòa không còn, nhưng mà tình quân đội chi binh họ như thế nào các bạn thấy rồi. Ở bên đây người ta đã làm những cái bàn thờ tổ quốc để mà tri ân những người mà đã bỏ xương bỏ máu cho lý tưởng của tự do. Còn người Cộng sản,
Còn người quân đội của Cộng sản thì họ lại bị chính đồng đội của họ, chính đảng của họ đã bỏ rơi như vậy đó. Các bạn thấy đau không? Các bạn thấy đau đớn cho dân tộc Việt Nam của mình không? Rất là đau đúng không ạ? Chị Lisa ơi, em nghe chị nói em căm phẫn quá, em nuốt nước mắt vào trong lòng. Bọn chó đẻ cộng sản bây giờ thấy nó vậy chứ nó nhát gan lắm chị ạ. Nó chỉ ỷ vào vũ khí và lực lượng đông như quân Nguyên thôi chị ơi. Nếu mà nó đàn áp giáo dân, nếu mà mọi người không làm gì được nó, thì em hiến kế này mong chị nói cho tất cả mọi người nghe. Hãy đến nhà giết gia đình nó, vợ con nó, ba má nó, coi như cảnh cáo nó để nó phải quay đầu về với dân tộc thôi chị à. Em là bộ đội phục viên, khi nghe chị nói lòng em tím căm hờn. Em nhất định phải làm sao để bảo vệ quê hương này và đất nước này. Nhưng đau đớn lắm chị ạ, chỉ có một mình em thôi, không biết làm sao. Em chết em không bao giờ run sợ, nhưng em sẽ không bao giờ để cho bọn đang ở ngoài Bắc Bộ phủ mà nó làm trời làm đất được. Em không để cho những tụi theo Tàu Cộng mà lại tiếp tục lừa đảo dân tộc Việt Nam. Chị kêu gọi người dân phải mạnh tay, phải mạnh miệng, phải đánh trống, phải xông lên, phải tàm vong, vọt nhọn, giạt nhọn. Có làm gì đó, vừa xông lên, vừa làm một cuộc cách mạng lớn chị à. Nghe chị nói, nghe chị kể lại mà lòng em đau không thể tưởng tượng. Em rơi nước mắt bởi em nhìn thấy những sự thối nát ở trong quân đội. Và em biết rằng những người tuổi trẻ bây giờ vào quân đội thì họ cũng đều chứng kiến, nhưng ai ai cũng đều run sợ mà im hơi lặng tiếng, không dám lên tiếng chị ơi. Cảm ơn em. Em đã đi vào quân đội, em cũng đã biết rồi. Em chỉ đi vào quân đội vào thời bình mà thôi. Cho nên chúng chỉ lợi dụng em, bóc lột em, rồi cho em làm công chùa, tưới rau, tưới cải ở trong quân đội. Rồi xong đúng rồi cho em đi ra ngoài đời. Chứ em không đi quân đội vào thời chinh chiến. Em đi vào thời chinh chiến rồi em mới thấy được cái sự khốn nạn của Đảng Cộng sản như thế nào. Chị nghe kể là nó không thèm nấu đồ cho ăn. Nó bắt buộc là kêu bằng là cái sư đoàn hoặc là cái tiểu đoàn đó phải chạy lên trên núi mà của Campuchia để mà ở trển đó là lên trển để mà lấy cơm ăn. Thằng Campuchia Pol Pot nó biết là cái quân cộng sản á, là cái thằng cộng sản nó tàn ác, nó không có cho ăn đủ, cho nên nó giả bộ nó đốt lửa lên, giả bộ như nó nấu ăn. Tiểu đoàn của Việt Nam bắt đầu là thả tay khói lên, bắt đầu ào ạt kéo lên như quân Nguyên, vừa dở nồi cơm ra nó đặt sẵn mìn của Tàu Cộng trong trống nổ đung 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 đung, cả một tiểu đoàn chết rạp hết. Trời ơi, nó nhục nhã không thể tưởng tượng. Thằng Pol Pot lên sao ri nó cười sằng sặc, nó nói đúng là một cái lũ mà đối khác không thể tưởng tượng được. Từ đó tới sau nhận lệnh được là không bao giờ mà thấy khói bốc lên mà chạy lên trên đó để mà dỡ những cái nồi cơm của Campuchia ra ăn được, bởi vì nó đang gài mìn. Thậm chí tức là kêu bằng là đường đi nước bước của Campuchia nó đã gài những cái mìn dây mìn cóc hết trơn rồi. Việt Nam cứ việc đưa qua bển, con dân Việt Nam ta nói đâu biết con mẹ gì đất nước ở Campuchia, đâu có biết đường đi nước bước, cho nên cứ dẫm lên tay mìn, dở chân lên làm cái đùng rồi một chân bị què. Vui thì nó chở về, còn không có xe nó chở về, nặng quá thì nó thảy bên đường cho chết mẹ luôn, bởi vì đâu phải xương máu con của nó đâu. Cho nên nó khốn nạn như vậy đó. Vậy mà ở Việt Nam thì người dân không biết một cái gì mà về sự khốn nạn của đảng, của quân đội cả. Lúc nào cũng là anh là trai phải đi chiến công phen này, anh là lá trên cành ngày gì gió xương, đó là còn xanh như ba anh còn trẻ đó.
Ngó lên cành như là thấy anh, nhưng đây là tân mừng vui. Ngó lên cây cành lá tân mừng đùa vui, tới chừng anh trở về thấy anh có còn một chân thôi. Vui ghê không? Tức là ngày anh đi nó tuyên truyền mà, tuyên truyền là lá còn xanh như bao anh còn trẻ, lá trên cành là tân mừng như đùa vui. Lên cây cành lá tôi mừng đùa vui, nhưng mà rốt cuộc anh trở về thấy anh chỉ còn một chân thôi. Đi về còn một chân, đi kêu bằng tác ao tác cá, chính sách của thương binh xã hội nó ăn trên đầu trên cổ của những người thương binh này. Nó về nó tặng cho chỉ có một lon sữa chứ đâu mấy lít gạo về. Khổ quá không làm gì được, đi bắt gà ở xóm ăn. Rốt cuộc bắt gà rồi người ta thưa lên công an. Công an nó xử rằng là phải đeo một cái bảng vô là ăn trộm gà quỳ ở trước xóm. Trời ơi là trời, năm đó chị vừa tròn 5 tuổi là chị đã nhìn thấy một cái sự khốn nạn của chế độ như thế nào rồi. Anh bộ đội phục viên đó, anh thương binh đó mà đi ăn trộm một con gà bởi đói quá không có còn gì để mà ăn, với đeo một cái tấm bảng mà đi cạch họt với cây tó mà đề là ăn trộm gà đi cùng cả xóm làng như vậy. Những cái cảnh tượng mà khúc khiết ly kỳ, những câu chuyện mà kêu bằng nó xảy ra các em không nhìn thấy được mà chị đã là người chứng kiến, bởi năm đó chị vừa tròn 5 tuổi là chị đã biết được sự khốn nạn của đảng đỉ như thế nào rồi. Chứ đừng nói tới mà những đây là bây giờ nữa. Bây giờ những người mà thương binh hoặc những gia đình mà có công với cách mạng, các em cũng đã nhìn thấy rõ rồi họ đối xử như thế nào, họ vắt chanh bỏ vỏ ra làm sao. Bây giờ ngay cả ở trong cơ quan của nhà nước, thậm chí đoàn viên thanh niên với nhau cũng chia bè lập phái để thanh trần lẫn nhau, để chửi nhau, để tìm cách hại nhau. Tao nói còn hơn là chó mà với mèo. Nhưng mà lốt cuộc rồi miệng thì cứ la làng lên là phải đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, đại thành công. Mà kinh tế Việt Nam bây giờ 100% đều lệ thuộc vào Tàu Cộng. Đời sống của người dân lên cao đến tận mây xanh bao nhiêu lần rồi. Mỗi một con dân Việt Nam ăn đồ độc của thằng Tàu bây giờ đứng vào hàng thứ hai của thế giới về bệnh ung thư. Các bạn nhìn thấy những cái cảnh đời mà môi mỏ nó lông móng lên, nó nằm mà chuẩn bị nó thôi thớp, nó chết mà được đưa lên những cái video, các bạn thấy có đau lòng hay không? Xã hội ưu việt thiên đường của xã hội chủ nghĩa mà đi ra đường là bị xe tông một cái, tao nói thịt xương bật văng ra, máu chảy đầm đìa, đầu rơi xuống đất, máu đổ thành sông. Những người dân mà vấn đề là nghe lời ôn hòa để mà đi biểu tình bởi vì cá nó lăn đùng ra nó chết như vậy, họ yêu thiên nhiên, họ yêu môi trường mà rốt cuộc rồi lại ra lệnh cho những tên kiêu binh mà phải đập, mà phải đánh làm sao, phải chém làm sao, mà ta nói máu đổ dầm về, thịt nát xương tan. Một điều khốn nạn nữa là dựng lên một cái hiện trường giả như vậy đó. Chị Lisa ơi, chị đừng nói nữa, em đau lòng quá. Chị ơi là chị kêu đồng bào mình biểu tình bạo động đi chị, em chịu hết nổi rồi. Kêu giết chết mẹ hết tuổi cộng sản đi chị, đi khiếu kiện kiểu như vậy vô ích lắm chị Lisa à. Dân mình sao hiền quá vậy chị ơi, không dám đụng tới một cọng lông của tụi nó. Mấy cha xứ đáng lẽ phải chỉ đạo giáo dân phải làm sao để bảo vệ chính bản thân của mình. Đồng ý là bạo đập bất bạo động, nhưng mà khi nó đã khốn nạn, nó dùng tới dùi cui để nó đập cho đổ máu như vậy thì mình phải làm gì chứ chị? Tại sao mà lại ôm đầu chịu trận như vậy chị ơi? Em thật sự đau lòng quá chị Lisa ơi là chị Lisa. Không riêng em đâu, mà ở trên toàn thế giới người ta nhìn vào cảnh tượng đó mà người ta nghẹn ngào, người ta rơi nước mắt. Ngày hôm qua có một người khách customer của chị vào, chị đưa cái hình ảnh mà họ đánh những người giáo dân. Bà này là đạo Công giáo Catholic, bà rơi nước mắt xuống bà khóc.
Bà nói tại sao mà họ lại tàn nhẫn với những người giáo dân như vậy? Tại sao họ dã man như vậy, Lisa? Bà ngồi bà khóc, tao nói nức nở như một đứa bé lên 3 tuổi các em à. Chứ không phải riêng các em ở tại Việt Nam đâu. Mà ở bên đây đi hỏi 10 người, 10 người đều lên án đảng Cộng sản. Chứ đừng nói tới người. Các em thấy những cái màn kịch mà họ dựng lên trắng trợn như vậy đó. Rồi bây giờ họ đi vào họ xin điểu. Thấy cái chùa nào có đất là vô. À, chùa thì cũng là làm từ thiện. Cho nên bây giờ Ủy ban Nhân dân thấy rằng ở xã mình nó trẻ em nó thất học. Cho nên nó không có học. Cho nên bây giờ thôi chùa có mảnh đất trống này. Hay là chùa có một cái nhà ăn ha. Hay là có phòng để mà cho tăng ni ở. Thì bây giờ ngăn ra làm trường học để mà làm từ thiện giải cho các em đi. Ông thầy ổng đâu có dám nói gì. Thế mà nói không được cái là bắt đầu nó kiếm chuyện tới, nó kiếm chuyện. Mà hãy gạt đầu rồi thì nó vô nó cướp mẹ luôn. Bắt đầu là kêu bằng là một đá mà nó bắn chết 3-4 con chim. Tức là nó vừa dụ, nó vừa áp lực, nó xin điểu. Bắt buộc nhà chùa, nhà thờ phải đưa cái nơi đó để cho nó làm trường học. Rồi bắt đầu trường học trẻ em đi vào đó thì nó dạy, nó nhét vô tư tưởng của thằng súc vật Hồ Chí Minh là phải yêu bà đảng, yêu bác, phải cuồng đảng, cuồng bác. Rồi sau khi mà học xong ra rồi thì sau này nó cướp luôn những cái nơi đó. Vậy thôi, bây giờ nó giả bộ, nó kêu đưa để cho nó làm trường học là đỡ. Ngày xưa chị nghe kể là những cái nơi cô nhi viện, những cái nhà thờ, những cái nhà chùa, nó giặt cái hàng kẽm gai để mà nó nhốt những cái người mà đi bán phấn buôn hương, nó gọi là trại giáo dưỡng. Tức là đưa những cái người này đi vào những cái ngôi trại đó. Mà ở tại An Giang, ở Long Xuyên thì Cù Lao Viên, tức là Cù Lao Ven, ở bên huyện Chợ Mới, ở bên Cù Lao Viên, ở bên ở một cái cù lao mà Pháp qua xây một cái vấn đề là cô nhi viện mà nó lại đem những cái người xì ke ma túy vào để mà nó nhốt kế bên nhà thờ như vậy. Các em thấy dã man hay không? Những người nào ở vùng Cù Lao Giang, Cù Lao Viên, ở tại An Giang Long Xuyên đều biết được sự dã man của cái chế độ khốn nạn này. Những ngôi chùa mà nó kéo hàng chì gai lại để mà nó đem những cái tuổi trẻ học sinh vào để mà nó nhồi nhét cho phải yêu đảng, yêu bác và phải chửi Mỹ, phải chửi Việt Nam Cộng Hòa, phải chửi, phải giết những người nào mà dám cãi lại lệnh của đảng. Cho nên nghe lời đảng là phải đi ra ngoài chiến trường để mà làm con chốt thí cho đảng. Khi mà cơm không ngon, canh không ngọt thì nó lợi dụng, nó kêu, các bạn thấy rồi đó. Đài Tiếng Nói Việt Nam kêu là phải bảo vệ tổ quốc. Nhưng mà bây giờ cơm ngọt rồi, đem tượng vàng của thằng Hồ Chí Minh 50kg đưa cho thằng Trọng Lũ rồi. Thì bây giờ không được quyền tưởng niệm những người đã bỏ xương máu xuống. Không được quyền mà vô cùng thương tiếc. Thậm chí đảng không tưởng niệm, người dân tưởng niệm cũng không cho luôn. Cũng phải giật sập luôn nữa. Cho nên các bạn thấy được cái sự mà kêu bằng khốn kiếp, khốn nạn, trâu bò, súc vật của đảng Cộng sản Việt Nam chưa? Nha! Chị Lisa ơi, chị Lisa, hết giờ rồi kìa chị. Ủa, vậy hả? Trời ơi, bữa nay mới trả lời được có 2 câu hỏi thôi là hết giờ rồi đó hả? Ơi, nói 1 câu nữa đi em. Giờ tóm lại. Tóm lại là tất cả mọi người dân tôn giáo phải nên thịnh tỉnh thức lại. Hỡi những người trong quân đội, hỡi những người có lòng đối với đất nước, các người phải nhìn ra được sự thật như thế này. Sự thật mà Lisa lên đây nói, đây là một điều sự thật không thể nào chối cãi được. Cho nên quý vị hãy nên nhìn xem coi đảng Cộng sản bây giờ nó như thế nào, nó thối nát ra làm sao mà phải nên can đảm cắt đi cái khối u của mình để cho dân tộc Việt Nam sẽ bước qua một trang lịch sử mới, sẽ được sang trang, sẽ được xứng đáng là một dòng Bách Việt, là con hồng cháu tiên, là con rồng cháu lạc để mà đánh kẻ thù giành toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Cho dù Lisa có bước đi trên tất cả mọi dặm đường trên thế giới,
Nhưng mà bởi Lisa đã sanh ra trong đất nước Việt Nam cầm tú, cho nên nhìn quê mẹ của mình đang quằn quại để người ta ngang nhiên đi vào như vậy, để người ta làm cha làm trời ở trên xương máu của những người như vậy. Mặc dù Lisa thì không ưa gì chế độ đảng, không ưa gì quân đội, nhưng mà tội nghiệp cho những người một quân đội, những người lính mà đã bỏ xương máu, là những người từ con dân Việt Nam mà ra, bắt buộc phải đi thi hành nghĩa vụ quân sự để làm con chốt thí, để làm bộ bia cho đảng Cộng sản Việt Nam. Cho nên ngày hôm nay Lisa cũng là người Việt Nam, cho nên Lisa thôi thì phải tưởng niệm, phút mặc niệm bắt đầu, để mà chúng ta cùng lặng mình lại để tưởng nhớ đến các anh, tưởng nhớ đến những người mà đã vì dân tộc Việt Nam mà phải bỏ thân xác. Tội nghiệp họ là ngày nay họ không được Đảng Cộng sản Việt Nam vinh danh, để cho họ phải chết ngậm ngùi nơi chính suối. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm đã xong. Lisa mong rằng những người nơi chính suối hãy linh thiêng để mà cùng với dân tộc Việt Nam xóa tan chế độ Đảng Cộng sản. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Chương trình 45 phút đã hết. Lisa xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sắp tới. Xin cảm ơn tất cả mọi người.